biết chứ, nhưng mà sao nhìn nó qua quen là thấy sợ. Ăn thì ngon lắm nhưng mà nhìn thì hơi sợ. Mình có 2-3 món chứ bây giờ thì là Cần Thơ Cà Mau rồi nấu đủ món rồi vậy anh. Vậy như cái này còn kêu là cá rô thấp đúng không chị? À rô đồng. Dạ. Wow. Trời ơi, cái kia nó to lắm cái nhà ơi. Trời ơi, dạ. Vậy chị? Rồi, giúp chị bán con khách hàng luôn nha. Dạ, khách mua đường đường luôn, bán con khách hàng về sớm luôn. Cái heo này sống dài lắm chị không? À, có con cái heo xanh xanh điện đẹp đó nè cái nhà. Là cái chạch nữa ha. Rồi, các loại rau của miền Tây rất là ngon, rất là hấp dẫn. Cái bàn này đem bán nhiêu ký vậy em ha? 50 á. 50 ngàn thôi em. Ồ rẻ quá ha. Xin ra bao ốp làm đây mấy anh chị ơi. Dữ không? Nào hổ Singapore ướp lạnh luôn hả chị? Hổ Singapore ướp lạnh mấy anh chị ơi. Năm chơi Việt Nam mới chơi Singapore luôn. Ở đây bỏ chị. Dạ. Đi chợ không? Để tặng chị xong á. À, xin chào quý khán giả, rất vui được là quý khán giả trong clip ngày hôm nay. Xin chúc quý khán giả một ngày mới được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Hôm nay Hải xin mời quý khán giả cùng đến với tỉnh Long An. Và chính xác đây chính là chợ phường 2 thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An. Cái con đường cả nhà đang thấy thì chính là đường Huỳnh Việt Thanh. Và chợ phường 2 này khá là lớn, nằm tiết ngay khu vực này luôn cả nhà. Và tí nữa thì Hải cũng đi lên để quay hết cho cả nhà cùng biết. Và đường cả nhà đang thấy chính là đường Trang Văn Nguyên nha. Ngay khu vực này thì bán ao buôn với lợn nghêu, sò huyết, sò lông rất là nhiều loại. To quá chị ha, cái này mua về kho tiêu ngon quá chị ha. Quá to luôn ha. Cái này nướng nướng muối tiêu là ngon chị ha. Dạ. Như ốc bu mà lớn nhất cỡ này thì coi họ bán thì bán nhiều tí chị. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi chúc chị gái mua về bên đắt nha. Thì sau khi tham quan hết chợ phường 2 này thì Hải xin mời quý khán giả cùng đến ngắm cảnh của sông Vàm Cỏ Tây, một con sông khá là đẹp và cũng khá là nổi tiếng. Đoạn này thì cũng như bao giờ khác thì bà con bán trái cây. Bên này thì bông ly. Và đi sâu thêm vào một đoạn nữa, hết con đường này sẽ tới một cái con đường mà chắc chắn một điều thì quý khán giả sẽ rất là ngỡ ngàng và bất ngờ với một cái đường cá đồng bỏ sỉ tại ngay khu vực của chợ phường 2 thành phố Tân An, tỉnh Long An này. Ồ, cái bụi bông này đẹp quá, quá đẹp luôn cả nhà ha. Em ơi, bụi bông mình đẹp quá, cho anh quay chút xíu nha. Đẹp lắm cả nhà ơi, bông đồng tiền đồ nhìn rất là đẹp luôn. Hoa ly xum xuê luôn này cả nhà, rất là nhiều. Chào anh. Wow, đẹp quá, đầy đủ màu sắc luôn cả nhà ơi. Chợ thì như cái nhà đang thấy thì bà con đi chợ khá là đông luôn. Rồi quán chợ dẫn luôn nha. Cứ đến năm 10 tuổi, bữa nào cũng 10 ngàn một vòng đồng. Ăn có bún hết trên 10 ngàn. Nhìn không ghét, không khác gì dẹp thiệt luôn anh hả? Mình lấy chào kêu cho bé nhỏ khách nữa, không bao giờ luôn. Khi nào có bếp, tao có vòng đồng này, có cái bún hết trên 10 ngàn.
Đậu hũ Singapore ướp lạnh luôn hả chị? Đậu hũ Singapore ướp lạnh mà nó chị ơi. Không chơi Việt Nam mới chơi Singapore luôn. Bán từ Việt Nam qua tới Singapore luôn hả chị? Dữ chưa? Ở đây thì có một cái bữa mấy anh đang bán các loại trái cây, xoài, sô cô la. Bên kia là nhãn quý nữa cả nhà. Anh ơi, trái cây này cho em hỏi là mình ở Long An mình bán luôn hay là lấy ở tỉnh khác gì anh? Các tỉnh luôn. À, các tỉnh luôn anh? Dạ. Như đồ Cao Lãnh, xài Cao Lãnh về. À, ở Cao Lãnh anh? Dạ. Xe đi các tỉnh. Thế có thể cho em hỏi như sò này mình bán bao nhiêu ký không anh? 36 ngàn. 35 ngàn anh. Em nghe nói bà con ở chợ mình, ở chợ phường 2 mình họp chợ sớm lắm anh. Như hình như là từ tối hôm qua tới giờ luôn anh hả? Đâu có, 1 giờ. À, 1 giờ khuya hả anh? Dạ. Vậy tới mấy giờ là tan anh hả? Tối ngày. Cái này cũng như chợ đồng mối mà. À, cũng như là bán cả ngày luôn anh. Dạ. Như ở phía trước kia thì em thấy như là bà con mình bán cái sỉ, cái đồng sỉ rất là nhiều anh hông? Không, là sỉ nè. Dạ. Chợ đồng mối mà. Dạ, đây chợ phường 2 là cái chợ đồng mối. Cái này lẻ là lẻ. Còn dạ. Cái nào sỉ là châu đông. À, từ các loại cá cho tới trái cây luôn, rau củ luôn anh hông, đúng không anh hông? Rau củ kia cũng bán kia cả. Dạ. Hồi nãy em đi bây giờ còn thấy bà con bán rau củ cũng rất là nhiều luôn. Dạ. Ở đây bỏ sỉ. Dạ. Nói chung ở đây là bán hàng lớn, bỏ sỉ là nhiều. Dạ. Nói chung cái này là tôi còn như tôi ra bán. Dạ. Mới bỏ bán lẻ còn nhiều bỏ sỉ á. Anh có thể cho em hỏi, hình như em nghe là thành phố Tân An mình hồi trước là thị xã mà lên được thành phố thì năm 2009 đúng không anh? Dạ. Rồi, em cảm ơn anh rất là nhiều nha. Chúc anh nhiều sức khỏe nha, buôn bán được đông khách nha. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Rồi, mày vô luôn, khách vô luôn. Bây giờ Hải xin mời quý khán giả cùng tham quan những gian hàng bán sập rau. Ở đây bà con bán thì vừa bác sĩ mà vừa bán lẻ luôn cả nhà. Khu vực của chợ Phường 2 thuộc thành phố Tân An này thì nằm cách trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng là 49 km và cách điểm gần nhất của biên giới Campuchia thì chỉ có 47 km thôi nha cả nhà. Rất là gần luôn. Và ngày mai thì Hải sẽ có một cái clip quay về một cái vùng chợ khá là đặc sắc gần ngay khu vực của biên giới Campuchia và Việt Nam. Rất mong quý khán giả hãy đón xem nha. Ở đây có hai chú chó cùng đồ đi chợ đó, tới quay xíu. Ủa hai con đi chợ luôn hả hai con? Đây qua, đây qua. Trời ơi sướng chưa? Đây qua con. Trời ơi. Đây nè, bên đây nè, bên đây nè. Hai em đi chợ vui chưa? Cưng không? Đi vào phía này thì vẫn còn chợ nha cả nhà. Anh em đang ăn đũa nè. Chợ Phường 2 này thì khá là rộng cả nhà ơi. Tí nữa Hải sẽ quay một vòng bên kia để cho cả nhà cùng xem. Thì bên trái đây thì cũng là những gian hàng bán đồ khô và các loại rau củ phía trong này. Nhưng nó hơi tối thì Hải sẽ quay ngoài này cho cái nhà xem thôi. Và bên ngoài thôi thì cũng khá là rộng và cũng khá là dài. Em chào chị. Ủa chị ơi, hình như cái này các loại rau mà để nấu lẩu đó rồi đúng chị hả? Dạ. Ồ hay quá ha. Cái rau này nó giống giống cái lá me là gọi là rau gì vậy chị? Rau nhút. Rau nhút hả chị? Ủa nó có cái trắng trắng này gọi là cái gì chị ha? Phao. À cái phao hả chị? Dạ. Hay quá ha. Cái này như mua gì? 5 ngàn đó, mua 10 ngàn hả? Ngó sen hay cái gì chị không? À, chị Mai đang bán rồi giúp cái khách. Mấy à? 10 ngàn không? À, rau này là ăn lẩu cái kèo là hay bỏ là đúng chị không? Đúng rồi. Dạ. Đặc sản của miền Tây ha. Hay hả? Mấy lọ? 5 ngàn. Một lọ 5 ngàn hả chị? Ừ, 5 ngàn. Dạ. Cái này gọi là gì chị? Cái tượng của kèo nèo gì đó hả? Cây gì chị? Ừ. Chị cho hỏi cái đó cây gì vậy chị? 2 ngàn nữa em. Ăn cái cây này tên gì vậy anh? Kèo nèo hả? Kèo nèo hả anh? Chỉ cần 10 ngàn. Dạ.
Cảm ơn, cảm ơn chị nhiều nha. Và đây là những cái xà phòng và chơi cây sạch sỡ các sáu màu luôn. Hải đang đi lần lần ra ngay khu vực của chợ Cái Đồng, phân phối sỉ tại ngay khu vực của chợ Phường 2. À, đây cũng là một cái loại cá mà luộc với muối nè. Chị cho em quay xíu anh chị. Cái này là mình luộc với muối. À, mình hấp với muối đúng không chị? Đúng rồi. Xong rồi bây giờ bà con mình ăn đem về chỉ nướng thôi hay lọc chiên đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Chỉ là làm ăn thôi. Dạ. Không có làm gì nữa hết. Cái này cho em hỏi cái này cái gì chị không? Cá sa ba. Cá sa ba hả chị? Gọi là bạc má. À bên này là bạc má. Dạ. Ồ, đầy đủ luôn ha. Cho em hỏi như cái sa ba này mình bán như một rổ 40. Một rổ 40 hả chị? Còn cái bạc má chị? Bạc má cũng rổ 40. À còn cái nục? Cái nục thì ba con 25 mà. Dạ 25 dễ hơn chị ha. Bữa trước em đi qua ở chợ Đồng Nai cũng thấy bà con bán cái này, em cũng thấy là lạ. Nay mình cũng gặp ở chợ Long An. Rồi cảm ơn chị nhiều nha, chúc chị bán được đắt hàng nha. Yeah, ngó sen bánh tét. Cho chị. Oh, một bữa cá khô luôn cả nhà ơi, các loại cá khô luôn. À, hình như là cô này là cá cô đồng cho nên cũng có nhiều cá hải biết, cá hải cũng không biết. Không biết cái này là cái gì hả? Chị ơi cho em quay chút nha chị. Ủa chị bây phải cô cá chê không chị? Cái gì chị? Cá ngát hả chị? À con cái đây là gì chị không? Đầu khô. Dạ. Đầu khô. Đầu khô mà cái gì vậy chị? Đầu cái gì chị? Dạ. Quay chị nào anh? À chị bán đồ muốn hả? Rồi bánh tiêu chiên đúng không anh? À, bánh bao chiên. Gần hết rồi anh ha, chúc mừng ha. Quay khô đăng lên lên dạ. Bánh khô cho đắt đây. Khô này là khô cái kèo gì hả? Cái kìm hả chị? Dạ. Ở đây có những loại khô cá nước ngọt em không biết, chị có thể tư vấn giùm em được không? Khô à, như cái này là em khô chữ vàng. Dạ khô chữ vàng thì nước mặn em biết nè. Rồi mà nhưng mà mấy này là nước mặn. Dạ, con đúng này rồi. Khô biển. Đây cái gì cá đuối. À cá đuối chị. Rồi này là khô cá kho hay gì ha? Hồi nãy chị nói cái này cái gì quên mất ta. Cá kìm. Còn cái này bự quá ha, cái này. Đó, dạ cái này cái gì chị? Cái gì chị? Cá cha phào. À cái chè phòng. Cá dứa. Dạ. Nhiều loại quá ha. Ờ nhiều loại. Ờ trong đây các loại tôm luôn nè cả nhà. Ờ các loại tôm khô rồi ruốc rồi đó chị không? Ờ đúng rồi. Dạ. Tôm khô. Ủa, cái bữa này là khô sạc, khô mực. Vừa chị bán phải nói là rất là lớn luôn cả nhà ơi. Hành tráng ha. Vừa mình tên gì chị ha? Kim Hằng. Kim Hằng cái gì? Dạ. Nhớ nha, nhớ like cho tôi bán khô đắt nha. Dạ. Này là khô cái sạc gì không? À khô cái dạ. Sạc. À đây mới là cái kèo nè. À, đây mới là cái kèo nè. Cá bóng. Dạ, cá bóng. Còn cái khô. Mực. À, khô cái mực. Khô. Cá lóc. À cá lóc hả chị? Dạ. Ồ rất là đặc sắc luôn. Và rất là đa dạng các loại, vừa biển, vừa cá biển và vừa cá đồng luôn chị ha. Đúng rồi. Rồi cảm ơn chị rất là nhiệt tình. Chúc chị buôn bán được đắt hàng nha. Dạ Hải du lịch bụi. À để vô con. Cảm ơn chị. Ở trong này nó hơi tối nhưng mà Hải cũng quay sơ lược cho cả nhà biết về ngay khu vực phân phối các loại rau củ quả ha của chợ Phường 2. À sau và hẻm bên trong này và cái hẻm bên kia là những gian hàng bán đồ khô và những loại rau củ quả rất là nhiều luôn cả nhà. À một sạp với một số lượng khá là lớn. À bây giờ Hải cũng quay điển hình một cái sạp cho hai cái nhà cùng xem ha. À như bên kia là có củ quả nè, khoai lang, sắn, bắp chuối nữa thơm. À, các loại rau luôn, ớt thôi cả nhà ha.
đây thì đây là những cái nhà chợ rất là lớn luôn. Bên phía này vẫn còn một cái con đường nữa. Ở đây thì vừa bán cá biển cũng khá là nhiều. Đây là tôm. Đây là các loại cá biển là bạch tuộc này, mực này, rồi mực nang với mực lá. Thì dạ, dạ hải du lịch bụi, hải du lịch bụi, dạ. Mình ở miền cái đồng mà bán cá mặn thì là mình mới được đắt khách đúng không anh ha. Nhiều khi bà con ở đây ăn cái đồng nhiều quá rồi ăn cái biển ngon anh hả? Dạ. Tên này thì mình bán nhiêu ký vậy anh? 250 ký là hai ba con. Bên này nó bị mất con rồi. 250. Bên này rồi. Xa này là 23 con ký anh. Dạ. Ồ, rất hấp dẫn. Cái này là như ở đây kêu là cái người hoa đúng không anh? Cái người hoa. Dạ. Ở ngoài em cũng kêu cái chù. Đây cái bò đúng rồi. Dạ. Bò này em bán khoảng bao nhiêu ký? Bò 50 người qua 45. Bò 50 ngàn hả? Bò 50 ngàn rẻ chứ. Dạ. Bên này là cá bói. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều nha. Chúc anh bán được đắt hàng nha. Rồi tiếp theo đây nữa nè. Cũng là bạch tuộc nè. Rồi mực. Trong hôm nay thì Hải chỉ quay sơ lược cái biển thôi, thì Hải sẽ tập trung quay nhiều vào cái lồng cho cái khán giả cùng biết ha. Nhìn đẹp quá. Bà con mình ở đây bán lớn quá chị ha, bán mà là coi như khay nào khay nấy là quá to luôn chị. Ở đây là mình phân phối sỉ về cái đồng luôn chị hả? Chị bán lẻ hả? Dạ. Còn khu vực trên này là phân phối nhiều gì hơn bà con? Cho nên là bác sĩ hả chị? Dạ. Ở trong kia rộng là trong là của mình luôn hả chị? Như cái nhà thấy một cái quy mô bán lẻ của chị thôi nè. Chị rộng như cái nhà chị thấy phía trong nè. Còn các hộ phía trong nữa rất là nhiều nha. Dưới hồng này mình bán nhiêu ký vậy chị? Nhiêu chị? 6 mấy ngàn ký chị. Dạ. Cái này về hấp xì dầu chị không? Còn là nấu với con rau thì làng cũng ngon đúng chị không? Dạ. Chị như cái này là ở trên Sài Gòn kêu là cao hú đúng chị? Ba sa với cái hú hoặc là có cái nó chỗ kêu là cái bông lâu đúng chị? Bông lâu khác nữa chị. Vậy chị, vậy là cái ba sa là cái hú thôi. Dạ. Cái này kho béo ngon. Dạ. Dạ đúng rồi, nấu lẩu cũng ngon đúng rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều nha. Chị bán được đắt hàng nha. Rồi quá trời. Còn sống luôn như cái nhà hả? Rất là lớn, phải cỡ gần 2.500 tay của Hải á. Rồi bây giờ Hải sẽ tới khu vực của cái bự cũng khá là lớn luôn, bán các loại cá luôn nè, cá chê, cá lóc, rồi cái chù, quá trời luôn, ếch nhẹ thôi. Cá nó to, quá trời to luôn. Con này là tôi cỡ 2.500 của Hải, con lớn này là 2.500 này nha, to to chưa? Cái chê vàng này thì ăn nó sẽ ngon hơn là cái chê đen hồi nãy hay quay từ đầu. Em ơi, chê vàng này em bán nhiêu ký vậy em hả? 50 á. 50 ngàn thôi em. Ồ, rẻ quá ha. Còn như cái lóc bên này em hả? Dạ phải không? Rồi, sao mà nó cho anh hỏi cái lóc này nhiêu ký được không em? Cái lóc 45. 60 em. Trời ơi. Cái lóc này nó 60 ngàn một ký nữa kìa. Cái lóc 45 nè, còn cái chê 45 ngàn. Ủa, rõ đi ếch nha ơi. Mua cà
thôi. Dạ. Cua lớn 180 hả anh? Dạ, 180. Hiện tại ở ngoài nó bán 270 nhưng mà đây bán 180 à. Bán cho bà con ăn. Mình lấy từ Cà Mau lên đây luôn ha anh. Từ Cà Mau lên. Dạ. Vậy mình ở dưới đó ha anh, ở trên này anh. Ở dưới đó. Anh người Cà Mau luôn hả? Người ở đây nhưng mà quen bạn bè dưới rồi lấy dưới lên bán. À vậy anh, dạ. Mình bán từ lúc mấy giờ tới mấy giờ vậy anh? Bán từ 6 giờ sáng tới hết cua đi về. Hết cua đi về. Vì mong sao bán thôi, 8 rưỡi là về là đẹp rồi anh ha. Bán 8 giờ bán mở 9 giờ. À vậy là vui rồi anh ha. Cua này chỉ bán 140 thôi. Dạ cua này 140 thôi anh. À, 140. Cua này là cua chung anh ha. Cua này là cua xô. Dạ. Còn cái này thì 160, này 180. À cá là 160 anh ha. À, đúng. Còn cua này là 180. Lực lớn thì 180 ha. Rất là nhiệt tình. Rồi chúc anh mong khách hàng về sớm nha. Ồ chợ bà con đang lưu thông khá là đông luôn đó nhờ. Mua vàng luôn đi. Mua vàng 168 luôn đi. Khách hàng nào mà lỡ đó đi. Chị ơi cái này cái Linh đúng chị. Dạ cho em quay chút nha. Ôi cái Linh nè. Này nấu lẩu chua, nấu chua là ngon chị ha. Dạ. Để cho em hỏi như cái Linh làm sẵn gì bán nhiêu ký chị? Dạ chị chụp cái gì? Dạ. Chị như cái này ngồi nấu chua ra còn là làm được món gì ngon đúng chị? Chị ơi. À chi bột với chị. À vậy gì? Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Cái này tép ra, tép xong. À tép này thì con này nhỏ hơn chị ha. Con mấy này về đổ xèo ngon lắm chị ha. Ngọt lắm luôn này, mình giòn giòn đó ha. Dạ tên em là Hải Dương Lịch Bụi. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Như tép này thì chị bán bao nhiêu ký chị lớn này nè? À, còn tép nhỏ chị? 80 của chị. Rồi chị gái rất là chị tình luôn. Nhưng mà chị gái cũng ngại lên hình. Thôi chúc chị gái bán đắt hàng nha. Dạ dạ. Đây giờ hãy quay cái chốt cho mình xem ha. Cái chốt đồng. Cái chốt đồng có trên luôn. À đồ thóc với đồ phi đầy đủ luôn. Đang quay chút nha chị. Đây cái chốt đồng. Đây con cá đồ ốc, đây đồ biển nè. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Trời rất là đông luôn. Đây là cá đồ biển nha, rất là lớn luôn. Đó là bay rồng, bay bay rồng. Rồi bên này là cá lóc cái gì rồi. Chị như cái này còn kêu là cá đồ thóc đúng chị? À đồ đồng, dạ. Còn rô phi là cái mình là cái khác đúng gì ha? Đây là cái rô phi bên đây. Dạ đúng rồi. Dạ. Cái này ăn nó ngon hơn chị không? Thế cho em hỏi cái này nhiêu ký được chị? 45.000 chị. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. Như cái này là chắc giờ chiên làm mắm ngò ngon chị ha. Dạ. Dạ rồi chị rất là nhiệt tình, cảm ơn chị nhiều, chúc chị bán được món khách hàng nha. Chợ phường 2 này thì nằm bên cái sát bờ kè của sông Vàm Cả Tây và chạy qua cây cầu phía dài đang thấy trước mắt thì đây chính là cầu Tân An nha. À, một cái con sông mang một cái tên mà khá quen thuộc với nhiều học sinh. À, cũng như là nhiều tuổi thơ lúc trước. Ồ cảnh bèo trôi này cả nhà. Sông Vàm Cả Tây này thì khá là dài, gần như chảy xuyên suốt cả tỉnh Long An. À, từ ngay gần ngay khu vực của Campuchia và chảy dài hết gần tỉnh của Long An và đổ ra ngay khu vực của ngay cửa biển của Trà Vinh.
Nếu như nhìn trên cao thì con song vàng cá tây này uống lượng gì thấy là đẹp. Lục bình chôn. Rồi là hết bài luôn em. Hồi tối em đi đám với em đang tiếng. À, chứ thôi là hát... là quốc tế luôn rồi. À, giờ thôi làm bài Lưu Bình Châu đúng không? Thôi giờ làm nửa bài, hát một bài không được làm nửa bài đi em. Em về em hát không nổi, em gống luôn. Gống ai nghe. Để bữa nào ôm cái guitar nó đờn hát mấy cảnh này kêu. Và đây là một con đường mà cũng khá là tấp nập. Bây giờ thì 9 giờ rồi cả nhà. Nhưng mà bà con đi chợ cũng khá là đông và lưu thông trên con đường Lê Văn Tao này khá là đông luôn cả nhà ơi. Thì ngay đầu của con đường của Lê Văn Tao này thì bà con cũng có bán một số loại cá và rắn nữa cả nhà. Ở đây thì có cái chim với cái đối và cái bóp. Ớt nữa ha. Bên này là tôm càng xanh. Wow. Rất là to luôn cả nhà ơi. À đây cái tôm còn sống là nó đã to rồi nè. Chị ơi cho em quay cái nha chị. Dạ cảm ơn chị. Còn một tôm, những cái tôm này nó ngộp rồi nó to lắm cả nhà, quá trời to luôn. Ở trong kia cũng có nghẹn nữa ha. Là một cái bữa hải sản bán là khá đầy đủ luôn. Chị ơi, như tôm càng xanh này có thể cho em hỏi là bao nhiêu ký chị? Cái đó 250 à. À, tôm càng xanh 250 ký chị ha, ngon quá chị ha. Bên đây là cua. Cua này cả nhà. Ủa, anh ơi, này ba ba ha anh. Ở cái này mình làm món gì vậy anh? Ba ba làm được món gì anh? Dạ, cảm ơn anh. Wow, trong này rắn này cả nhà. Quay. Quá trời luôn. Trời ơi. Một hồ luôn rồi cả nhà. Rắn này thì rắn gì vậy anh? Rắn bông xuống như rắn nước hả anh? À, mở lên quay xíu được không anh? Dạ. Wow, không biết cái vẻ xe chứ phải gì mấy em này hãy sợ lắm cả nhà. Nhưng mà thôi kệ, con ráng quay cho cái nhà xem thôi. Cái đó là không có gì hết. Dạ biết chứ, nhưng mà xem nhìn nó qua quen là thấy sợ. Bông súng à, bông súng với đắng nước anh. Dạ. Anh như à, cái này thì mình bán sao anh thôi? Nhiều ký vậy anh? 280 ký anh. Dạ. Anh như cái như nếu như mà ráng này về thường thường em nghĩ chắc nướng mướn là ngon nhất hả? Dạ. Còn nếu như còn có làm món gì nữa không anh? Chế biến cái món gì anh cũng làm xào, hoặc là mình làm mình băm ra mình xúc được anh không? Như xúc như lá đều, dạ lá đều lá cắt rồi đó. Dạ cũng dữ á. Ăn thì ngon lắm nhưng mà nhìn thì hơi sợ. Bây giờ mình có 2-3 món chứ bây giờ là Cần Thơ Cà Mau rồi nấu đủ món vậy anh. Em thì em thấy theo em thì em thích ăn cái này là ướp ớt nướng này rất là ngon, hoặc là ví dụ có người ta nướng với lá lốt nữa anh ha. Dạ. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Ồ, trong đây tôm càng xanh đậu trong hồ này cái nhà, quá trời luôn này. Rồi, xà lông nêu đầy đủ luôn, xà huyết luôn ha. Trời ơi, xà huyết nữa, ốc hương quá bự luôn. Ôi chị, cho em hỏi ốc hương này nhiêu ký chị? Trời ơi, đã quá ha, to dễ sợ luôn. Ồ, ốc hương này mà cậy đây cái hồn đít nó thôi chứ là chắc cái phần sô cô la nhiều lắm này, ăn rất là ngon luôn nè. Đây 180 ngàn. Wow. Chị ơi cảm ơn nhiều nha chị. Chúc chị bán đắt hàng nha, cảm ơn chị nhiều nha. Đối diện vừa hải sản đó thì là những sạch hàng khoảng dưa hấu nè, hoài lan, chuối, tập đất 40 ngàn một ký. Chị cho hỏi cái này là cái gì? Trái gì mới mất ta? Hạt dẻ. À hạt dẻ đó. Trời ơi.
ăn ngon lắm luôn. Cái này là hình như còn tươi chị không? Cái này mua về mình phải rang. 75 ngàn một ký. Cái này mua về mình phải rang đúng chị không? Dạ, 70 ngàn một ký. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Ồ, cắt vừa khoai lang luôn. Còn 75 ngàn một ký. Rồi, còn mấy món này là chấm với mắm nêm rồi ngon lắm nè cả nhà ơi. Dĩa cà pháo rồi. Ờ, cái này chấm mắm nêm ngon lắm nè. À, ngay cả bỏ qua nữa là chấm với mắm nêm cũng ngon chị ha. Bỏ qua này sắc ra thì bỏ đá lạnh ăn với mắm nêm chấm bông cũng ngon chị ha. Rồi, đi bà luôn. Ồ, kèo tím. Ở đây bông bí đúng không chị? Bí nụ. À, bí nụ của chị. À, kia là đồng bí vậy hả? Dạ. À, xuống dưới khu vực miền Tây sông nước thấy những cái loại rau này rất là ngon. Rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Ồ, đây cũng có một cái vựa bán tôm càng xanh cũng khá là lớn luôn nè. Chị ơi, quay tôm càng xanh xíu chị. Trời ơi, quay đã. Dạ chị. Rồi, chúc chị bán không hết hàng luôn nha. Dạ, khách mua đường đường luôn, bán không hết hàng tới sớm luôn. Mà bán được giá luôn nha. Ủa chị, cái này phải cái gì? Cái linh chị. Cái linh trên đây này. Cái này này chị, cái này này chị. Cái chốt. Cái chốt hả chị? Còn cái này là cái gì chị? Cái heo. À, cái heo chị. À, cái heo. Heo có chốt có lưng. Cái heo này sống dài lắm chị không? À, có con cái heo xanh xanh này cũng đẹp lắm nè cả nhà. Là cái chạch nữa ha. Dạ, cái chốt. Này mà đây là mới là cái lưng cả nhà. Này nãy cái thái lộn nè. Rồi, để chị ta tép một con nữa. Cảm ơn chị nhiều nha. Rồi, khách vô nườn nườn bán qua khách hàng về sớm luôn nha. Rồi, các loại rau của miền Tây rất là ngon, rất là hấp dẫn. Rồi, anh trai đang gọt thơm. Người miền Nam kêu là khóm, à, miền Trung kêu là thơm. Còn người miền Bắc kêu là dứa. Một quả mà có mỗi vùng miền có một cái tên anh ha. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha, chúc anh bán đắt hàng nha. À, bên đây là một vựa các loại rau đặc sản của người miền Tây. À, chuyên để nấu lẩu ha, rau nhúc, rau muống, mông điên điển, lá me. Rồi hẹ nước. À, đây là hẹ nước nè cả nhà. Kế chuối chát rồi đầy đủ luôn. Rồi lá mơ. Em cái này đậu rồng đúng không em? Cái này là đậu rồng đúng không em? À. Sao chị? À, cái thịt chó lại đây là không bao giờ thiếu rau đúng không? Dạ. Yeah. Dạ đúng rồi. Lấy 2 ngàn rau thơm. Rồi cho 2 ngàn rau thơm. Chợ đông lắm cả nhà ơi. Như cái nhà phía trước à, là coi như đang tắc nghẽn giao thông luôn cả nhà. Phải giúp được chút. Bên này thì em đã vừa bán mực, bán ghẹ cái. Ô, ghẹ cái nhìn khá hấp dẫn nè. Wow, ghẹ cái rất là lớn luôn. Ghẹ này chắc ghẹ là 1 em ha. Cái này mình bán khoảng nhiều ký vậy em? À. Rồi mãi vô luôn. Rồi chúc em bán được đông khách nha. Chị nha, chào quay chú nha, chào nha cô. Rồi cái linh nè cả nhà ơi. Còn đây là cái kèo này. Ở đây bà con mình bán là hay làm sẵn chị ha? Làm sẵn cũng có, dạ. Mà không làm cũng có. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nha. Cô chú gia con đang lưu hả cô? Lươn to dữ thằng trời. Trời ơi, con lươn quá to luôn cái gì ơi. Cái này là cá lóc nè. À, cái này là cái kèo này cả nhà. À, bên này cá rô. Cái bài xe. Chị ơi, cho em quay chút gì vậy? Đây là lươn nè. Vậy như con lươn lớn không phải nhiều ký chị? Lớn. Con bán con là phải. Dạ 270.000 ký chị. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Wow, nó dãy dễ sợ luôn.
đây là một bữa bán cá biển này cả nhà, cá mó là cá muối nè, cá ướp nè, cá bạc má nè, cá tổng rồi, oh, rất là nhiều luôn, có cá mó nữa, cá bò nữa ha. Ở đây cái gì bàn nữa cả nhà. Vẫn còn rất là đông, bà con đi rất là đông. Và hai bên đường thì cá đồng bày bán cũng khá là nhiều. Chị ơi cho em hỏi cái này phải kéo về Vinh chị. Cá he. Cái gì vậy? Cá he này ngon, cá he bị Vinh. À cá he hả chị? Cá he, đúng rồi. Nghe tên lão quá ha. Cá he này ngon hơn cá bị Vinh. Đúng dạ. Rồi. Cá he này, cá he đặc sản. Chị cho em hỏi cái he nó bán nhiêu ký chị? Cá he đó 150 ký. 150 ký chị. Dạ. Chị gái nhiệt tình quá, cảm ơn chị rất là nhiều. À, bên này em đang làm món gì, cá gì vậy ta? À. Rồi, chào hai chị em luôn nha. Bên kia đường cũng có những cái bụi cá đồng như nãy giải quay. À, bên đây cũng có này cả nhà. Rồi, bye bye. Lương. Đây nha, đây cái chạch quế đúng không anh? Đây cái chạch quế đúng không anh? Dạ. Đông quá cái nhà ha. Hôm nay bà con đi chợ quá đông luôn. À, cũng này là những gian hàng của sạp rau bày bán gì cũng khá hấp dẫn luôn này. Đông buồn quá. Cái đó cái gì anh không? Cái dứa. Cái dứa anh? Cái dứa anh? Dạ. Này bán nhiêu ký anh không? 150. Dạ. Như món cua này về làm gì ngon anh? Cua gì chiên, chiên có chua gì cũng được. À chiên anh, dạ. Cái dứa ha. Dạ. Cảm ơn anh nhiều nha. Ở đây bán cũng nhiều loại lắm. Tôm, mực, cái sặc. À, cái kèo luôn. Lúc này thì những gian hàng bán quần áo đó nha. Rồi giày dép những cái vật dụng chút xíu. Bên đây là cũng vẫn là rau với các loại cá. Đường này thì nằm dưới những cái hàng cây thì khá là hay luôn cả nhà, rất là mát mẻ luôn. Các bà con đi chợ cũng như là ngồi buôn bán thì mát mẻ dễ chịu ha. Cái này gọi là món gì anh ha? Món nướng. À món này nướng à. Cây này sau khi nướng xong bán nhiêu vậy anh? 10 ngàn anh. Dạ. Này mua xong rồi chấm với tương ớt ha. Ừ, xong rồi đó, vậy là ăn cái chấm. À, giống như vừa ăn luôn anh, ướp vừa ăn luôn anh. Dạ. Quá hấp dẫn luôn ha. Ở đây thấy một sạp hàng bán các loại những cái cổ. Chị ơi, cái đây phải là cốc ngâm chị ha? Cái này là gì chị? Cà na đập. Cà na đập. Dạ. À rồi xong rồi mình chỉ chấm với bướm mà ăn thôi chị. Ờ à, nhìn ngon quá ha. Con bì này chị bán nhiêu chị? À còn mận này vậy? Chị cho em bị mận nha. Ồ nhìn hấp dẫn quá nha. Nhìn cái mâm muối ấy, nhìn cũng đã hấp dẫn rồi, không cần nói tới những cái khác ha. Tưởng tượng mà chấm một cái thôi chứ nhìn đã lắm luôn nè. Ồ bên này có cốc nữa nè, coi nữa nè. À, chị trang trí nhìn hay quá ha, có bỏ lên những cọng lá dứa nhìn rất là đẹp luôn.
bây giờ thì Hải đã ra lại ngay khu vực của đường Huỳnh Việt Thanh. Và đến đây thì Hải cũng xin phép tạm dừng nội dung clip của ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều vì đã dành thời gian để xem được clip ha. Bây giờ thì Hải xin chào quý khán giả và hẹn gặp lại.